Cục vàng trên sa mạc. Ngày xưa, ở ngôi làng kia có hai người lái buôn nọ. Tuy buôn bán đã lâu, nhưng họ cũng chưa có của nã gì. Jack, anh nói sao? Chúng ta sẽ tới Matara mua đồ về bán ư? Đúng thế, anh sơ ạ. Từ trước tới nay, chúng ta chỉ buôn bán quanh vùng, cùng lắm là lên thị trấn, chưa đi xa chuyến nào. Tôi nghe nói, đồ ở Matara đẹp và rẻ lắm. Ở đó cũng có đồ tôi đang bán ư? Tất nhiên rồi, ở đó có mọi thứ. Anh thì buôn dép, tôi thì buôn mũ. Những thứ đó ở đấy đẹp không đâu sánh bằng. Vậy thì đi. Để tiết kiệm chi phí, chúng ta sẽ đi chung một xe ngựa nha. Được, đi chung một xe ngựa cho yên tâm. Chúng ta đều không thạo đường mà, có gì còn dựa vào nhau. Vậy 3 ngày nữa chúng ta lên đường nha. Tôi còn muốn đi sớm hơn ấy chứ. Nếu chuyến này thành công, chúng ta sẽ giàu to. Thôi đừng có nóng vội thế ông bạn. Chúng ta cũng nên chuẩn bị cho kỹ càng. Đường tới đó cũng phải đi qua một sa mạc rất rộng lớn đấy. Khi nào anh mỏi thì để tôi đánh xe thay cho nhé. Yên tâm, tôi từng đánh xe ngựa 2 ngày 2 đêm liền mà không mệt mỏi cơ. Không hiểu chúng ta còn quên thứ đồ gì chưa mang theo không nhỉ? Chúng ta mang quá đầy đủ rồi. Nào là vải bạc dựng lều, nào là chăn, nào là quần áo và đồ ăn cho 7 ngày. Anh Jack, anh có chắc là sau 6 ngày nữa chúng ta sẽ tới được nơi có người dân sinh sống để mua thêm đồ ăn cho chuyến đi hay không? Được chứ, chúng ta sẽ mất khoảng 5 ngày đi trên sa mạc, thêm 1 ngày nữa băng qua khu rừng phía Tây là tới được nơi có thể mua thêm đồ ăn phục vụ cho chuyến đi rồi. Phải mất 5 ngày mới vượt qua được sa mạc ư? Tôi đã nói với anh là sa mạc rất rộng mà. Này Hanser, chúng ta đã đi suốt 3 ngày trên sa mạc rồi, anh có thấy mệt không? Tôi thấy khá mệt rồi đấy, chúng ta nên dừng chân, dựng một chiếc lều để ngủ ở đây đi. Đêm nào cũng ngủ trên xe ngựa mỏi lắm. Được thôi. Buồn ngủ quá, tôi vào lều đi ngủ trước đây. Anh cũng nghỉ sớm đi. Tôi cũng kiếm chỗ nào đi vệ sinh rồi đi ngủ. Sáng mai chúng ta còn phải lên đường sớm. Đằng kia có thứ gì phát sáng thế nhỉ? Thử lại xem nó là cái gì. Lạ thật đấy, giữa sa mạc thì đâu thể có ánh đèn chứ. Trời ơi, một thỏi vàng. Ôi chao, có lẽ chưa từng có ai nhìn thấy nó. Cũng có thể nó bị cát chôn vùi từ lâu. Một cơn bão nào đó đã làm cho nó lộ ra chăng? Mình giàu to rồi. Mình không thể để Jack biết chuyện này. Thỏi vàng này phải là của một mình. Mình sẽ kéo nó lên và tìm cách giấu đi. Ôi chao, thỏi vàng to quá. Nó cắm sâu dưới lòng đất, không làm sao mà kéo lên được. Có thỏi vàng này, mình không cần phải làm gì cũng sống sung sướng đến hết đời. Hanser, anh đang làm gì thế? Ôi, là một thỏi vàng khổng lồ. Jack, anh ra đây từ khi nào thế hả? Tôi không thấy anh vào lều, sợ anh bị lạc nên ra đây tìm anh. Vậy là chúng ta đã tìm thấy một thỏi vàng phải không? Ồ, là tôi đã tìm thấy nó, không phải là chúng ta. Anh nói gì thế, tôi cũng nhìn thấy nó mà. Nhưng tôi đã nhìn thấy nó trước, nó là của tôi. Này, nếu như tôi không rủ anh đi buôn chuyến này, thì liệu anh có vớ được thỏi vàng này không? Nhưng tôi là người tìm ra thỏi vàng, nó phải thuộc về tôi. Thôi được rồi, anh thấy đấy, một mình anh cũng không thể kéo được thỏi vàng này lên đâu. Hãy chia nó cho tôi. Anh xem, thỏi vàng cắm sâu dưới lòng đất, một mình anh không thể bới nó lên và khiêng nó về được. Tôi và anh sẽ hợp sức kéo nó lên rồi chia đôi, thế chẳng phải vẹn cả đôi đường ư? Thôi được rồi, vậy chúng ta cùng chia đôi. Có thế chứ. Mau cùng tôi bới cát để kéo nó lên đi. Không ngờ nó lại to đến thế. Chúng ta giàu to rồi. Tôi sẽ không cần phải tới Matara buôn dép nữa. Tôi cũng không cần phải tới Matara buôn mũ nữa. Số vàng này chúng ta tha hồ mà sống sung sướng cả đời. Nó vẫn còn rất sâu, chúng ta không thể dùng tay mà bới được.
Lẽ ra chúng ta nên mang theo một chiếc cuốc mới phải. Anh làm sao thế? Đi buôn thì ai nghĩ tới chuyện mang theo cuốc cơ chứ? Phải làm thế nào bây giờ? Giữa sa mạc rộng lớn thế này, chúng ta chẳng thể kiếm đâu ra vật dụng gì có thể đào thỏi vàng này lên được cả. Đúng thế. Hơn nữa, nếu có đào được nó lên thì con ngựa kia của chúng ta cũng không thể kéo nổi thỏi vàng khổng lồ này về được. Vậy làm cách nào đây? Một trong hai chúng ta buộc phải quay trở về làng để lấy dụng cụ đào và mang theo một con ngựa nữa tới đây để kéo vàng. Còn một người sẽ ở lại đây để trông chừng thỏi vàng phải không? Đúng thế. Nhưng ai là người quay về làng, còn ai là người ở lại canh chừng mới được cơ chứ? Anh hãy quay về, còn tôi ở lại đây trông vàng. Nhỡ đâu khi mình quay về làng, Jack sẽ tìm cách nào đó lấy mất thỏi vàng đi thì sao? Jack, tại sao tôi lại là người phải trở về chứ? Tôi là người đã tìm ra thỏi vàng còn gì. Anh sợ tôi sẽ lấy mất thỏi vàng ư? Anh nhìn xem, nếu không có ai hỗ trợ, làm sao tôi có thể lấy nó đi được? Nhỡ đâu anh tìm được một người nào đó giúp thì sao? Tôi sẽ là người ở lại trong thỏi vàng, còn anh trở lại làng. Thôi được, tôi sẽ về làng lấy dụng cụ đào đất và mang thêm một con ngựa tới đây, còn anh ở lại canh chừng. Được, quãng đường anh đi về và quay lại đây, nhưng nhanh cũng phải mất 4 ngày. Vậy thì hãy để đồ ăn ở lại đây cho tôi. Có thể ngày cuối cùng tôi sẽ phải nhịn đói, nhưng không sao, tôi chịu được. Vậy tôi sẽ lên đường ngay trong đêm nay cho kịp. Anh hãy trông giữ thỏi vàng cho thật cẩn thận đấy. Còn tôi sẽ kéo chiếc lều của chúng ta lại gần đây để che thỏi vàng này. Mình đã nhịn đói 2 ngày rồi, sao Jack vẫn chưa quay trở lại nhỉ? Để ra giờ này anh ta phải có mặt ở đây rồi chứ. Ai thế nhỉ? Phải chăng là Jack đã quay lại? Chào anh bạn, anh bị lạc giữa sa mạc phải không? Hãy lên ngựa, tôi đưa anh ra khỏi đây. Thôi chết, phải tìm cách đuổi gã thổ dân đi thôi. Nhỡ đâu gã ấy nhìn thấy khối vàng trong lều thì gây. Ồ không, tôi quá rành sa mạc này. Tôi chỉ muốn thử cảm giác được sống giữa sa mạc vài ngày mà thôi. Anh hãy đi đi, không cần phải lo cho tôi. Có thật là anh không cần sự giúp đỡ của tôi chứ? Tôi không cần, anh mau đi đi. Nhưng trên sa mạc này nhiều linh cẩu lắm đấy, chúng có thể ăn thịt anh đấy. Tôi đã ở đây vài ngày rồi mà chẳng thấy con linh cẩu nào cả. Vậy là anh không cần tôi giúp phải không? Đã nói là không cần mà. Anh đi đi, tôi cảm thấy mình bị làm phiền khi có người khác cứ quẩn quanh ở đây đó. Ồ, vậy thì xin tạm biệt, chúc anh may mắn. Mệt quá, mình kiệt sức rồi. Sao Jack có thể lâu như vậy chứ? Hay là anh ta lạc đường rồi? Lương thực đã hết 2 ngày nay rồi, nước uống cũng chẳng còn nữa. Nếu Jack không đến kịp, chắc mình chết mất. Thôi chết, có phải tiếng những con linh cẩu đó không? Hóa ra người thổ dân đó nói đúng. Jack, anh đã quay lại đây ư? Cứu tôi, cứu tôi với. Tôi không còn đủ sức ngồi dậy nữa rồi. Hanser, tôi phải lấy thỏi vàng đi. Nó sẽ thuộc về một mình tôi thôi. Không, Jack, anh thật là tham lam. Hãy cứu tôi. Tôi đã quay lại đây từ vài ngày trước cơ, nhưng tôi phải đứng từ xa cất công chờ cho anh kiệt sức mới xuất hiện. Anh nghĩ là tôi sẽ cứu anh để phải chia đôi thỏi vàng kia ư? Tôi đâu có ngu. Anh nằm đó chờ chết đi. Anh đúng là đồ tồi. Giờ thì thỏi vàng kia là của riêng mình. Mình sẽ trở thành người giàu có nhất vùng.
mau đào nó lên và mang về nhà thôi. Mình đã đưa đủ dụng cụ và cả ngựa tới rồi. Vậy là ta đã đào được nó lên rồi. Thỏi vàng này đã thuộc về ta rồi. Cảm ơn anh đã đào thỏi vàng lên cho tôi. Nó phải là của tôi. Mày ở đâu ra thế? Tôi chỉ lang thang qua đây thôi. Tôi đã may mắn nhìn thấy anh bạn của anh canh giữ vàng. Tôi cứ quẩn quanh ở đây cho tới khi thời cơ tới. Vậy là tôi đã chờ được. Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện đâu. Thỏi vàng này sẽ là của ta. Của ta. Không còn xe ngựa, người thổ dân không biết làm cách nào để mang thỏi vàng đi. Anh ta cứ ở đó canh giữ suốt nhiều ngày. Cuối cùng, khi một cơn bão cát sa mạc ập tới, anh ta đã không còn sức lực để chạy và bị cát chôn vùi cùng với thỏi vàng. Khi lòng tham làm lu mờ cả nhân cách, thì con người ta có thể phải trả một cái giá rất đắt. Chuyện chàng Luck. Ngày xưa ngày xưa, ở một làng nọ, có một chàng trai tên là Luck, vô cùng xấu xí, ai ai gặp anh cũng xa lánh. Tránh xa cái thằng Luck xấu xí đi, nhìn nó mà thấy ghê quá. Ừ, nhìn nó xấu xí phát khiếp đi được. Cả làng mình có ai dám đến gần nó đâu cơ chứ. Người như thế tốt nhất nên sống một mình thôi. Cả cái làng này ai cũng xa lánh mình. Mình chỉ biết làm bạn với cái cần câu này thôi. Cá cắn câu rồi. Chà, những hai con cá cùng cắn câu cơ à. Mà hai con cá này lạ quá, trắng tinh như bạc đúc vậy. Hôm nay có vẻ là một ngày may mắn của lúc này đây. Chúng mày ở tạm chỗ này nhé. Để ta ra suối cầu tiếp. Ta linh cảm hôm nay ta sẽ câu được rất nhiều cá ngon. Thế này. Ồ, hai con cá bạc ư? Trông lạ quá nhỉ. Tự dưng có hai con cá ở trên trời rơi xuống. Mình đúng là có lộc ăn mà. Đi rửa chân thôi mà miếng ăn dâng đến tận miệng. Cá này mà mang về nướng chắc là ngon lắm. Chà, cá này công nhận ngon thật đấy. Từ bé tới giờ, mình chưa từng ăn con cá nào thơm đến vậy. Mà hình dạng của con cá đó, mình cũng chưa thấy bao giờ cơ. Cá gì mà trắng tinh như bạc đúc vậy? Thôi kệ, cứ ăn ngon miệng là được rồi. Trời, bụng của mình, sao tự nhiên lại to đùng thế này cơ chứ? Có chuyện gì mà sáng sớm đã hét toáng lên thế hả? Ôi trời ơi, bụng của con làm sao thế? Sao lại to tướng lên như có chữa thế kia? Con cũng không biết nữa, tự dưng sáng ngủ dậy bụng con trương phình lên thế này, mới hôm qua còn bình thường mà. Sao lại có chuyện vô lý thế được? Bà mau cho người mời thầy lang đến đây ngay. Vâng, tôi đi ngay đi. Chúc mừng gia đình. Chúc mừng gì ạ? Con gái ông bà đã có thai được 5 tháng rồi. Cái gì? Có thai 5 tháng ư? Thầy Lan Trung, thầy có nhầm không? Con gái tôi còn chưa thành lập gia thất, sao lại có thai 5 tháng được? Phải đấy, thầy xem lại xem nào. Không thể có chuyện đó được. Tôi lấy danh dự và kinh nghiệm hành nghề y 20 năm trời sẽ đảm bảo. Chắc chắn con gái ông bà đã mang thai. Còn việc vì sao chưa lập gia thất, đã có con thì ông bà phải hỏi con gái mình. Tôi xin cáo từ. Tôi mất dạy. Mày nói đi, mày đã lan trả với thằng nào để đến nỗi có thai 5 tháng hả? Con ơi là con, sao con lại dại dột như thế hả?
ai lại giấu cha mẹ để đến lúc cái bụng to đùng thế kia hả? Cha, mẹ, hai người nghe con nói đã. Con thực sự không có làm chuyện gì bậy bạ cả. Con cũng không biết vì sao con lại mang thai nữa. Cha mẹ hãy tin con đi. Không làm gì mà lại có thai? Chuyện vô lý đùng đùng thế mà còn lừa cha dối mẹ hả con? Mày muốn bôi trò trét trấu vào mặt cha mẹ mày để cái làng nó cười chê cha mẹ mày không biết dạy con đúng không? Con ơi, đến nước này rồi, con hãy nói thật đi. Kẻ khiến con mang thai là ai? Con không thể một mình mà mang thai được. Khổ quá, con phải nói thế nào thì cha mẹ mới tin con chứ? Con không qua lại với ai cả, con cũng không biết bào thai này là của ai. Mày vẫn muốn bào che cho thằng khốn đó hả? Được rồi, để tao cho người điều tra xem. Lúc đó có muốn cãi cũng không được. Xong tao sẽ tống cổ mày cả thằng đó ra khỏi cái làng này. Mẹ, mẹ phải tin con. Con không làm sai chuyện gì cả. Con gái ngốc của mẹ, con bảo mẹ phải tin con thế nào đi? Chuyện này xảy ra quá hoang đường. Con bị oan mà mẹ ơi. Thôi thì sự cũng đã rồi, bào thai cũng đã được 5 tháng, chờ ngày con sinh nở rồi tính tiếp vậy. Mấy ngày sau, ôi trời ơi, em bé ở đâu ra thế này? Còn những hai em nữa, đừng nói là con vừa mới sinh ra nhé. Không con thì ai hả mẹ? Là con của con đấy. Thật không thể tin được, mới có mấy ngày trôi qua mà con đã sinh rồi sao? Đã đủ 9 tháng 10 ngày đâu. Giờ thì mẹ tin con chưa? Con chắc chắn có điều gì bất thường ở đây mà. Làm gì có ai mang thai 5 tháng đã sinh ra hai đứa bé to tròn mập mạp thế này chứ. Đúng là kỳ lạ thật, đứa bé trông cứ như đủ ngày đủ tháng. Hai cháu ngoan của bà, đáng yêu quá. Cháu cái gì mà cháu? Cháu mình chứ cháu ai. Ông xem đi, hai đứa trẻ đáng yêu quá này. Đúng là hai đứa trẻ này sinh ra không giống như những người bình thường khác, nhưng nó vẫn là kết quả của việc trắc nghếch của con Lisa. Vì vậy tôi không thể chấp nhận chúng nó, và tôi vẫn phải tìm cho ra cha của hai đứa này là ai. Có cần phải thế không ông? Dù sao cũng là con, là cháu mình mà. Cha, đến con còn không biết cha hai đứa nhỏ là ai thì cha tin làm sao được? Chuyện này rất kỳ lạ, cha phải tin con gái cha không làm chuyện bậy bạ chứ. Càng nói tôi càng thấy mày mất nết. Đã thế thì tao sẽ cho gọi tất cả trai tráng là ngày đến đây. Trẻ con nó nhạy bén lắm, để xem hai đứa con mày nó nhận ai là cha nó là biết ngay thôi. Ông này, có khi con mình nói thật đấy. Trai làng này đã đi hết lượt rồi, mà hai đứa nhỏ có nhận ai đâu. Thế nó không dưng mà chữa ư? Tôi không thể nào tin được trên đời có chuyện phi lý đó. Mà trai làng đã đến hết chưa? Còn ai nữa không? Hết rồi. À, mà còn thằng Lất. Nhưng chắc không phải nó đâu. Làm gì có chuyện con Lisa nhà mình lại đi chung chả với thằng xấu xí đó. Cha, cha. Hai bé đáng yêu quá. Tôi có nghe nhầm không? Hai đứa nhỏ gọi thằng Lúc là cha kìa. Ôi trời ơi, đúng là nó rồi. Hai đứa nó mới có mấy ngày tuổi mà đã biết gọi cha rồi. Thật không thể tin nổi. Con ơi là con, ai không dây lại dây với thằng xấu xí này chứ. Ta còn mặt mũi nào mà nhìn dân làng nữa. Hai đứa nó đã nhận thằng Lúc là cha. Vì vậy từ giờ mày cùng con mày hãy về ở với thằng Lúc đi. Đừng ở đây làm xấu mặt cha mẹ nữa. Cha, oan cho con quá. Con chưa bao giờ nói chuyện với người này. Huống hồ là có con với anh ta. Cha đừng đuổi con đi mà cha. Ông nỡ lòng nào để con mình đi theo thằng đó sao? Ai bảo nó không biết giữ mình, làm chuyện bậy bạ. Coi như đây là hình phạt dành cho nó. Nhưng con không làm gì sai mà cha. Ý ta đã quyết, hai mẹ con đừng nhiều lời nữa. Lisa, mau thu xếp đồ đạc theo về nhà chồng đi. Cha, đừng mà cha. Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này chứ.
Ta cũng không biết tại sao hai đứa trẻ lại nhận ta là cha nữa. Nhưng nếu đã có duyên với nhau như này, nàng cứ về ở với ta, ta hứa sẽ chăm sóc cho nàng và hai con. Ta không cần, ta chỉ muốn được ở lại với cha mẹ thôi. Trước mắt cha nàng đang giận, nàng cũng không có nơi nào để đi. Thôi thì cứ ở tạm nhà ta một thời gian, đợi cha nàng nguôi giận rồi trở về cũng không muộn. Từ giờ trở đi, ta sẽ phải sống trong căn nhà tồi tàn này hay sao? Số của ta sao lại khổ thế chứ? Hai con từ đâu đến thế? Tại sao lại khiến mẹ ra nông nỗi này? Chúng con chính là hai con cá bạc trắng mà mẹ ăn phải đấy. Gì cơ? Hai con cá bạc trắng ư? Ôi, cái gì thế này? Ồ, hai con cá bạc ư? Trông lạ quá nhỉ? Chà, cá này công nhận ngon thật đấy. Từ bé tới giờ, mình chưa từng ăn con cá nào thơm đến vậy. Ta nhớ ra rồi, đúng là sau ngày ăn hai con cá đó, ta đột nhiên mang thai. Thì ra hai con chính là từ hai con cá đó mà ra ư? Nhưng tại sao hai con lại nhận người kia là cha? Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì tôi đã đứng bên ngoài nghe hết chuyện rồi. Thì ra cô chính là người đã ăn phải hai con cá bạc trắng mà tôi câu được. Hai con cá đó là của anh à? Đúng vậy, thế nên hai đứa nhỏ mới nhận tôi là cha. Vậy là mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Tôi đúng là bị oan rồi. Tôi phải trở về giải thích cho cha tôi hiểu mới được. Nhưng chuyện này nghe qua vô cùng hoang đường. Cha cô lại đang giận, thấy làm sao tin cô chứ? Anh nói phải. Biết đâu cha tôi nghe xong lại tưởng tôi cố tình bịa chuyện để quay về, lại càng giận hơn thì sao? Tốt hơn nhất là cô hãy cứ ở đây một thời gian. Tôi tuy nghèo khó, xấu xí, nhưng vẫn có thể lo cho cô và con đủ ba bữa mỗi ngày. Tôi cũng không làm gì tổn hại đến cô đâu. Tôi... Anh ta tuy xấu xí, nhưng ở đây cùng anh ta những ngày qua, mình thấy cũng thật là người tốt. Tôi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này mà. Với lại hãy xem như chúng ta có duyên đi, không cần phải câu nệ. Trước mắt đành như thế vậy. Cảm ơn anh. Tôi về rồi này. Ôi con kia, ai cho mày dám ăn trộm thức ăn của nhà tao? Hôm nay mày gặp xui xẻo khi vào nhà tao trộm đồ rồi. Tao sẽ làm thịt mày để bù lại mâm cơm bị mày ăn mất. Xin anh tha mạng cho tôi, tôi trót dại. Hả? Mày biết nói ư? Nếu anh tha cho tôi, tôi sẽ dành cho anh một lá bùa thần. Lá bùa sẽ giúp anh biến hai điều ước trở thành sự thật. Có thật thế không? Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Tôi nói thật mà, tôi không dám nói dối anh nửa lời đâu. Lá bùa đây, nếu anh không tin có thể ước ngay lập tức. Thật thế sao? Ước gì ta trở nên cao hơn, tuấn tú. Ôi, ta hết xấu xí rồi này. Giờ anh tin chưa? Anh chịu thả tôi ra chưa? Ta tin rồi, ngươi đi đi. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Anh là ai? Sao anh lại ở trong nhà tôi? Ta là Lúc đi, nàng không nhận ra ta sao? Lớt ư? Có thật là anh Lớt đi không? Sao lại... Nhờ có lá bùa thần con khỉ cho, ta đã ước trở nên tuấn tú và đã biến thành thế này đây. Ôi trời, vậy thì tốt quá rồi. Từ giờ sẽ không còn ai xa lánh anh nữa. Ta còn một điều ước nữa. Ta phải ước luôn mới được. Ước gì ta trở nên giàu có và có một gia đình hạnh phúc với nàng Lisa. Giờ chúng ta chính thức là một gia đình nhé. Nàng đồng ý làm vợ ta chứ? Em đồng ý. Nhờ lá bùa thần của con khỉ, Lớt không những trở nên tuấn tú mà còn giàu có nhất nhì vùng. Cha mẹ Lisa sau khi biết chuyện đã hối hận lên núi đón cả nhà cô về. Từ đó, Lớt cùng Lisa sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Sự tích sông Kinh Thầy. Ngày xưa, ở một làng nọ,
có hai vợ chồng già rồi mà vẫn không có lấy mụn con để nối dõi. Cho đến một hôm, bà đi đường cẩn thận nha. Đây, bà cầm thêm cái bánh này đi. Đường xa, từ đây sang thôn hạ cũng phải tối mới đến. Có gì đói bụng, còn có cái mà ăn. Thôi, tôi sang nhà bà dậu thì nhà bà ấy cũng chuẩn bị cơm nước cả rồi. Ông để ở nhà đi. Thôi, bà cầm lấy rồi lên đường cho sớm. Vâng, vậy tôi đi nha. Trời ạ, cứ nghĩ mình đã khổ rồi mà còn có những phận đời khổ hơn thế này. Cụ ơi, chắc cụ đói bụng rồi phải không? Cụ cầm cái bánh này ăn tạm nha. Cảm ơn. Nhà bà ở đâu? Sao bà lại ngồi đây thế này? Tôi đi thăm đứa con ở miền Tây, nhưng hôm qua ngang qua đoạn sông làm trôi hết đồ đạc rồi. Đây, bà cầm lấy mặc thêm vào đi. Đường còn xa, bà phải cố gắng nha. Tôi chỉ giúp bà được có vậy. Cảm ơn bà lắm. Nhân tiện đây, tôi muốn nói với bà một điều này. Có chuyện gì vậy? Ngày mai, trên đường trở về, bà hãy vào núi ngắt một bông hoa màu trắng, mọc đơn độc trên phiến đá, và mang về nhà, để dưới cái gối nơi đầu giường nha. Ngắt một bông hoa màu trắng ngư, để làm gì ạ? Bà cứ làm theo lời tôi, nó sẽ giúp cho mong ước bấy lâu nay của bà thành hiện thực. À, vâng, vâng. Ngày hôm sau, bông hoa màu trắng này có phải là bông hoa mà bà lão đó nói không nhỉ? Mùi thơm của nó cũng thật là đặc biệt. Nếu như nó có thể giúp cho mong ước của mình thành hiện thực thì tốt biết mấy. Nào, bông hoa trắng của ta, ở đây với ta nha. Thời gian sau, sau khi bà Sáu ngắt bông hoa đem về gối đầu giường, ít lâu sau bà có mang, khiến hai vợ chồng già vô cùng sung sướng. Thế nhưng ngày đứa con chào đời cũng là ngày mà người chồng của bà ra đi mãi mãi. Ông ơi, chúng ta có con rồi đây này, thế mà sao ông lại bỏ tôi mà đi? Ông ơi. Bà Sáu, bà bình tĩnh lại đi. Số phận không may mắn đã định thì giờ khóc than ông ấy cũng có trở lại được đâu. Hãy gắng sống nuôi nấng con cái thành người bà. Bà nói phải, tôi còn phải chăm sóc cho đứa con này nữa. Nhưng xót thương cho chồng tôi, mong cầu mãi mới có một mụn con, thì chưa kịp hưởng chút niềm vui cha con đã phải lìa đời. Từ nay mẹ sẽ thay cha chăm sóc con đến nơi đến chốn. Con ngoan của mẹ, mẹ gọi con là Kinh Thầy nhé. Vài năm sau, nhiều năm sau, Kinh Thầy lớn lên thành một cậu bé kháu khỉnh, thông minh vô cùng. Thế nhưng cũng chẳng được bao lâu thì bà Sáu qua đời. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con. Tội nghiệp đứa nhỏ, còn bé thế mà mất cả cha lẫn mẹ. Nhờ đạo sĩ hãy làm lễ siêu thoát cho mẹ nó. Đứa trẻ này có số mệnh khác người, nó sẽ làm nên chuyện lớn. Nếu như nó không còn người thân, ta sẽ thu nạp nó làm đệ tử. Con ngoan, hãy đi theo ta. Từ giờ ta sẽ nuôi nấng và dạy dỗ con nên người. Dạ. Kinh Thầy,
nội công của con vẫn chưa được tận dụng hết, con phải tập trung vào. Dạ vâng, thưa sư phụ. Khi sử dụng phép thuật, điều khiến phép thuật mạnh nhất chính là tâm trí của người dùng. Con cần phải tập trung toàn bộ tâm trí vào. Vâng, thưa sư phụ. Thời gian gần đây, trùng đen ngày càng hoành hành, phá phách người dân phương Bắc. Con cần phải cố gắng hơn để nâng cao phép thuật, còn đi diệt trừ trùng ác giúp dân. Dạ thưa sư phụ, con nhất định sẽ rèn luyện và sớm tiêu diệt con trùng ác đó ạ. Kinh thầy chăm chỉ luyện tập ngày đêm, chẳng mấy chốc, từ một đứa trẻ, kinh thầy giờ đây đã là một thanh niên 18 tuổi, cao to, vạm vỡ. Thời gian sau, ta nghĩ cũng đã đến lúc con lên đường tiêu diệt trùng đen rồi. Càng chần chừ thì người dân sẽ càng thêm khổ. Dạ, con đã sẵn sàng thưa sư phụ. Đây, con cầm lấy. Đây là thanh gươm thần, có nó trong tay, con sẽ dễ dàng đối phó với trùng đen hơn. Vâng, thưa sư phụ. Đây chẳng phải dùng kinh môn hay sao? Trước kia ở đây trù phú ruộng đồng xanh mướt kia mà, sao giờ lại ra thế này? Trùng đen, ta không tha cho ngươi đâu. Hồ này hết nước, chắc chắn trùng đen sẽ theo đó mà tới. Nào, ngoan ngoãn tới đây xem nào trùng đen. Ngươi đây rồi, nào đến đây. Kinh thầy và rồng đen giao chiến ngày đêm không phân thắng bại cho đến ngày thứ ba. Vì quá mệt mỏi, kinh thầy bị rồng đen quật đuôi trúng người khiến chàng ngã lăn ra đất. Bất ngờ thay, ngay lúc đó một quả đào sáng chói hiện lên bay đến trước mặt kinh thầy. Ồ, ta thấy sức lực mới tràn trề khắp cơ thể. Phải nhân dịp này tiêu diệt rồng đen thôi. Trận giao tranh đến ngày thứ năm thì kinh thầy đâm trúng mắt rồng đen, rồng đen liền gục xuống. Diệt trừ rồng xong, kinh thầy vươn vai lấy tay làm mai đâm xuống đất, xẻ ra thành dòng sông lớn vòng vèo để cho làng nào cũng được uống. Từ đó dân các làng đặt tên cho dòng sông ấy là sông Kinh Thầy để nhớ công ơn chàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!